Chị em phụ nữ thân mến, nhân ngày 8 tháng 3 năm nay, một lãng mạn đêm khuya kỳ này, Thanh xin được dành trọn vẹn phần 4 này để gửi đến chị em phụ nữ, các bạn gái, bài viết của những tác giả rất nổi tiếng về vấn đề bình đẳng giới, bình quyền trong mắt của các chị em phụ nữ, mà Thanh cho đó là những bài học quý báu, những kinh nghiệm dưới ngòi bút của các tác giả rất hay, và chị em phụ nữ nên có một cái nhìn khách quan hơn trong vấn đề bình đẳng giới, bình đẳng quyền trong một gia đình. Vì vậy mà những lá thư tâm sự của các chị em phụ nữ các bạn gửi về cho Thanh xin được tạm gác lại trong số này, để chúng ta xoáy vào các bài viết của các tác giả với chủ đề Phụ nữ không cần bình quyền bởi chúng ta không phải là nạn nhân. Mời các bạn lắng nghe. Việt Linh là một cô nàng đã từng xem thế giới này là bể khổ của phụ nữ, bởi cô đã lớn lên trong một gia đình mà hầu hết các bà mẹ đều truân chuyên lận đận. Mẹ của cô lấy phải một ông chồng lười nhác, vô trách nhiệm, cũng chẳng giỏi giang kiếm tiền. Từ bé đến lớn, cô chứng kiến mẹ mình quần quật nuôi cả gia đình, lại phải làm hết việc nhà. Đồ đạc hư hỏng, từ cái bóng đèn đến cái toilet đều do mẹ cô đích thân ra tay sửa chữa. Cha của cô ăn trắng mặc trơn, tính tình ích kỷ, chỉ biết quát tháo người khác phục vụ mình. Các dì các cô của Việt Linh ở hai bên gia đình nội ngoại phần đông cũng đều không hạnh phúc. Người thì lấy phải ông chồng mà giống như rước về nhà cái bàn thờ, thờ gần cả một đời. Đàn ông 50 tuổi mà chưa một ngày phải ra đường đi làm, toàn ở nhà, mỗi sáng vợ phát tiền cho đi chơi. Đã thế còn nghiện ngập lừa đảo đủ đường, khiến vợ phải chạy vậy lo lót, khổ không biết kể đâu cho hết. Hai người phụ nữ khác thì ít nhất ba đời chồng, cuộc ly hôn nào cũng là vì bị đàn ông bội bạc cấm sừng. Một người khác thì phải lấy ông chồng chuyên đi gây nợ. Đám cưới được 30 năm thì hết 35 năm thường xuyên bị chủ nhà đến đập cửa đòi tiền, bị giang hồ đe dọa. Bao nhiêu tiền của làm ra đều theo những vụ làm ăn của ông chồng bay đi hết. Việt Linh giống như một miếng bọt biển thẩm thấu, bị động, lớn lên với những cuộc hôn nhân lúc nào cũng đầy sóng gió và nước mắt. Cô chứng kiến mẹ mình khóc không biết bao nhiêu lần, chứng kiến hội phụ nữ trong đại gia đình ôm nhau khóc không biết bao nhiêu lần. Thế rồi trở nên tự mặc định phụ nữ chúng mình khổ phần nhiều là do thằng đàn ông, phần khác là do trời đã định. Phụ nữ là phải tới tháng, phải đẻ, phải hy sinh thời gian cho con cái. Phụ nữ sinh ra đã là một nạn nhân tự nhiên và khó lòng thoát khỏi sự bất bình đẳng ấy. Ngoài việc sinh ra, cũng tồn tại không ít những người phụ nữ khác xem mình là nạn nhân của đàn ông, hoặc ít nhất cũng không được sung sướng bằng được như họ. Ngay cả chính tôi cũng thế. Đã từng có khoảng thời gian trong quá khứ không ưa nổi bọn đàn ông. Tôi đã từng viết về họ như những sinh vật không thông minh và kém phát triển hơn phụ nữ. Dù xét về khía cạnh nào đó, họ đơn giản hơn thật. Tôi đã từng viết về họ
như những nguyên nhân gây ra đau đớn cho phụ nữ. Tôi đã từng manh muốn bài xích họ như một giống loài dư thừa của tạo hóa. Tôi tưởng tượng nếu như lập gia đình sẽ phải ngay và luôn đưa anh chồng vào chế độ giáo dục nghiêm khắc, không lập ra bình quyền trong căn nhà, nơi mà tôi có thể ung dung ngồi gõ bàn phím trong khi đàn ông thì nấu bữa tối. Cho đến sau này, khi đã trải qua nhiều việc, tôi mới dần ngộ ra một điều: tất cả mọi thứ, cho dù tưởng chừng như là bất khả kháng, đều là sự lựa chọn của bản thân mình. Chúng ta không là nạn nhân của bất kỳ ai cả. Mỗi người đều bình đẳng về quyền quyết định. Và khổ đau hay hạnh phúc cũng từ đó mà ra, là chúng ta đã lựa chọn sai hoặc đúng. Mẹ và các cô của Việt Linh đã lựa chọn người đàn ông của họ. Quan trọng nhất, quyết định tiếp tục cuộc hôn nhân bất chấp những chuyện đã xảy ra. Mẹ của Việt Linh đã quyết định đi sửa cái toilet, thay vì từ những ngày đầu tiên đã phải làm mọi cách cho cha cô ấy hiểu rằng đó là bổn phận của ông. Dì của Việt Linh đã quyết định trả nợ cho ông chồng ngay từ lúc hai người còn chưa lấy nhau. Cô của Việt Linh đã quyết định tiến thêm bước nữa với ông chồng mà lúc ấy đương là chồng của người khác. Người đàn ông có thể một lần bỏ vợ chạy theo tình nhân, chẳng trách mà không có lần tiếp theo. Tất cả chúng ta đều đã có quyền ra quyết định và là nạn nhân hoặc kẻ chịu hàm ơn bởi quyết định ấy, chứ không phải là ai khác, càng không phải là đàn ông. Phương Khanh là một cô nàng tôi quen trên Facebook, kết hôn đã 2 năm nay, vừa cho ra đời 3 nhóc xinh xắn đáng yêu. Thế nhưng thời gian gần đây, cô nàng đâm ra thay đổi khác thường. Những status lâm ly bi đát quá. Tôi có tạt qua nhà gửi tặng ít đồ sẵn hỏi thăm luôn. Ai dè cô nàng như khơi đúng bầu tâm sự, khều tôi ra băng ghế đá trong sân nhà, rồi rơm rớm nước mắt chia sẻ suốt gần 4 tiếng đồng hồ. Chẳng là cô nàng sau khi sinh xong, thân hình xồ xề hẳn ra, da dẻ nứt nẻ, lại gần những khu vực tế nhị nên rất là mặc cảm. Việc một bà mẹ trẻ lại phải ngay lập tức đối mặt với 3 đứa nhóc càng khiến cho tình hình thêm tồi tệ. Dù có vú em phụ giúp, nhưng Phương Khanh vẫn suy sụp tâm lý nặng nề. Phần lớn còn là vì các mẹ, các bà ở hai bên nội ngoại đều nhất trí muốn cô nàng ở nhà chăm sóc con cái cho đến khi 3 cháu được 6 tuổi. 6 năm đầu đời quan trọng thế này thế nọ, làm mẹ cũng là một công việc thế nọ thế kia. Phương Khanh cảm thấy mọi thứ quá ư là kinh khủng. Tôi cũng thấy thương cô thật đấy. Nhưng suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi nghe Phương Khanh trải hết nỗi lòng, tôi dần nhận ra bạn mình có một mệnh đề thường xuyên lặp đi lặp lại. Bởi vì tớ đã ABC nên chồng tớ cũng phải SEZ. Bạn nghĩ có phải không? Tôi có cảm giác Phương Khanh đang mang những khổ sở và hy sinh cả đời của mình ra để mặc cả với người đàn ông, đổi lấy sự công bằng cho bản thân. Tại sao cô lại trở nên xấu xí mập xề như bây giờ? Chẳng phải là đẻ con của anh ấy hay sao? Cô là người duy nhất xấu đi sau khi đứa con ra đời, lẽ ra phải được bù đắp đền đáp chứ. Tại sao hai người cùng có con mà chỉ mỗi cô là phải ở nhà đến 6 năm trời, phải từ bỏ sự nghiệp và chịu trách nhiệm chăm sóc giáo dục mấy đứa nhỏ? Nói chung, cuộc đời làm mẹ làm vợ của Phương Khanh đối với cô
là một hiện thân cho bất bình đẳng giới. Cô không hạnh phúc và thời gian gần đây thường xuyên khóc lóc để mè nheo sự công bằng cho chính bản thân mình. Gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua, mẹ chồng của Phương Khanh chạy ra bảo cô vào trong cho con bú. Rồi bác nhẹ nhàng vịn tôi ngồi lại để chia sẻ nửa kia của câu chuyện. Hóa ra bác gái hiểu rõ Phương Khanh mặc cảm vì xô xề, nên có nói là mỗi tuần sang giữ cháu 3 ngày cho Khanh có thời gian đi tập thể dục. Nhưng Khanh cứ lần lữa không đi, mất hết cả tinh thần, chỉ ở nhà buồn chán. Sinh xong cũng một thời gian rồi, nhưng cô nàng không giảm được thêm ký nào cả. Thời gian gần đây còn cứ hay hờn mát, khóc rắm rứt. Cuộc sống vợ chồng vì thế mà rất căng thẳng. Tôi có cảm giác Phương Khanh đang mắc kẹt trong một vụ bắt đền chồng và cuộc đời. Bởi vì cô ấy xem mình là nạn nhân của một sự bất bình đẳng giới trong hôn nhân. Cô ấy thì xấu, ông chồng thì vẫn bảnh bao xinh đẹp. Cô ấy thì ở nhà, ông chồng thì đi nhậu nhẹt, chơi golf. Cô ấy hy sinh 6 năm của cuộc đời, còn ông chồng thì có 6 năm ấy để bỏ cô lại tiết đằng sau. Cô không còn hơi sức để mà cảm nhận hạnh phúc được làm mẹ, không thấy mình may mắn khi có đến 3 đứa trẻ để yêu thương, không thấy công việc làm mẹ ở bên con 6 năm có điểm gì hay ho thú vị, không nghĩ lạc quan được là nếu tháo vát và khéo thu xếp thì thời gian sau này cô hoàn toàn có thể khởi nghiệp làm cái gì đó tại nhà, thay vì chỉ ngồi tiếc nuối sự nghiệp làm công ăn lương. Phong trào bình đẳng giới tất nhiên vẫn phải tiếp tục sứ mệnh lịch sử của nó, nhưng cứ hãy để chuyện ấy lại cho những nhà hoạt động xã hội và con người và nhân sinh và cái thế giới to đùng khủng khiếp ngoài kia. Còn ở đây, trong chính cuộc sống nhỏ bé này, đừng biến mình trở thành nạn nhân đáng thương bởi vì ý nghĩ bình quyền bị bóp méo đến thảm thương. Phụ nữ thường hay dùng bình đẳng giới để bắt đền cho những vất vả của mình, nhất là những chuyện thuộc về sinh lý. Tôi không nói cuộc sống của phụ nữ là dễ dàng, nhưng bắt đền tuyệt đối không phải là cách để có được hạnh phúc. Bạn không thể ăn mặc lôi thôi, mắt mũi tèm nhem, rồi ăn vạ: tôi như thế là vì cứ mãi vất vả hy sinh cho anh, cho cái căn nhà này. Chúng ta không thể tốt hơn được một khi cứ xem mình là nạn nhân. Lựa chọn của chúng ta là sống tốt nhất với những gì được trao tặng. Khi đó, tình yêu của đàn ông sẽ là quà tặng đính kèm. Tôi cũng biết nhiều cô nàng hiểu bình quyền, tức là đàn ông làm gì thì họ cũng có quyền làm như vậy. Thế là cô nàng mặc áo ba lỗ, quần đùi, xách laptop ra quán cà phê đầu hẻm ngồi đó rung đùi. Có nàng còn chửi thề và sẵn sàng hạ gục đàn ông bằng những đòn smackdown. Nói chung là họ là những người đàn ông wannabe, khó lòng hiểu được bên cạnh bình quyền còn có cái gọi là hấp dẫn giới. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ chính là thứ khiến bạn trở nên hấp dẫn đấy. Vậy thì quyền quyết định là ở bạn mà thôi. Làm một thằng đàn ông chưa phẫu thuật hay trở thành một người phụ nữ hấp dẫn, quyền lựa chọn là ở bạn. Tác giả Khánh Linh. Từ khóa nào dành cho em? Một lần, một cô bạn người Bỉ vừa sang Việt Nam làm việc hỏi tôi một câu khá tế nhị thế này: thế bạn là ai? Tôi vừa xì xồ trả lời: nhà văn,
nhà báo copywriter, liền bị nàng cười cho thối mũi. Nàng bảo đó chỉ là nghề nghiệp thôi, còn thật sự tôi là ai, đó mới là điều mà nàng muốn biết. Thế rốt cuộc tôi là ai? Và các chị em phụ nữ đang nghe bài viết này là ai? Sophie là một nhân viên của tổ chức phi chính phủ hoạt động trên gần 150 quốc gia khắp thế giới. Nàng đi nhiều, biết nhiều và có sở thích tương đối thú vị là ghi chép, lắng nghe những câu chuyện của những người mà nàng gặp. Lần ấy, chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê nhìn ra hồ Con Rùa. Trời lất phất mưa và đột nhiên cao hứng Sophie hỏi tôi: "Này, thế từ nào miêu tả tốt nhất về Sài Gòn? Kiểu như túm gọn lại trong một từ ấy. Tửng, cool. Thế còn Hà Nội, man mác được không?" "Đồng ý." "Thế còn cậu, từ khóa nào là dành cho cậu?" "Nhà văn, phóng viên." Đến đây thì dẫn đến mở bài ở trên. Và tôi thề là mặt Sophie lúc ấy trông rất tức cười, vì có lẽ cô đã gặp điều này rất nhiều lần. Vì có lẽ cũng rất nhiều người giống như tôi, luôn tự nhầm lẫn về bản thân mình, miêu tả mình bằng một từ ngữ vốn chỉ để dùng để vịnh vào sở yếu lý lịch hoặc trưng trố lòe biệp thiên hạ về công việc hàng ngày. Sophie bảo thế này: "Cậu như bao nhiêu người khác vẫn đang nhầm lẫn về những gì mình làm và những gì là cậu, làm nên cậu và cậu sống vì nó. Phụ nữ luôn nhầm lẫn và vì thế họ lạc lối, đâm đầu vào những thứ không xứng đáng để tự chuốc lấy sự bất hạnh. Chỉ khi cậu thật sự biết được cậu là ai thì cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm trước bất kỳ điều gì chướng tai, gai mắt hay muộn phiền. Vì dù sao cậu cũng đang sống đúng như những gì mình nên sống thôi." Trở về từ sau buổi cà phê ấy và những câu nói của cô bạn ngoại quốc, tôi rất hoang mang, băn khoăn để tìm ra rốt cuộc cái từ khóa chết dẫm nào là dành cho tôi. May sao tối hôm ấy gặp ngay cô em họ mới từ Úc về định cư hẳn ở Việt Nam. Hai chị em, tôi và Mai Lan, quyết định phi đến một quán pizza gần nhà để tận hưởng cái không khí nóng ấm và thơm lừng của bánh nướng trong những ngày Sài Gòn bão rớt. Và câu chuyện bên bàn pizza bắt đầu. Thoạt tiên, mỗi người một chiếc pizza cỡ trung. Và ăn đến miếng bánh thứ ba, tôi cảm thấy tội lỗi, lập tức ngừng ăn ngay. Còn em tôi, Mai Lan, nó ăn như thể vừa bị bỏ đói 1000 năm. Và đây là cơ hội để phục hồi năng lượng, ăn một cách ngon lành, hạnh phúc và hết sức vô tư. Nó ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi lý do tôi không ăn. Khi biết câu chuyện tôi vừa lên 1,5 kg, cô bé phá lên cười giòn tan. "Vì sao?" "Vì nàng bảo nàng là pizza, nàng sống vì pizza, nàng chẳng thèm quan tâm xem có lên bao nhiêu cân và ra đường phải che giấu vòng eo bánh mì thế nào đi nữa. Thử hỏi có mấy anh đàn ông từ chối và bỏ chạy khi chúng ta trút bỏ hết sim y chỉ vì vòng eo có phần bánh mì chưa nào? Ok, chưa hề đúng không? Vậy tại sao lại không thưởng thức hết món ăn trời ban, ngon lành, thơm phức và tuyệt vời đến như thế?" Thể có trời chứng giám, sau khi bị thuyết phục, tôi đã chán sạch bữa ăn với một suy nghĩ: có thể từ khóa của tôi sẽ là pizza, như nhỏ em trời đánh này. Thế nhưng khi đã về đến nhà, một mặc cảm tội lỗi lại quay trở về, cứ như ban đầu, như cái lúc tôi nhận thức mình đang béo ú lên và sự bất hạnh ập đến. Thế là tôi lại tiếp tục suy nghĩ: tôi là ai? Tôi nghĩ chúng ta đều dành cả cuộc đời mình
để đi tìm một định nghĩa, có khi chỉ là một từ khóa để hiểu bản thân mình là ai, mình sinh ra trên cõi đời này với mục đích hay sứ mệnh gì. Nó hoàn toàn khác với những danh xưng chỉ nghề nghiệp hay chức vụ hay vị trí của bạn trong xã hội. Một cô gái bán mỹ phẩm cao cấp của Dior và một giám đốc bán hàng của Unilever có khi cũng chỉ chung một từ khóa, một định nghĩa về cuộc sống. Không có sự khác biệt nào đáng kể ở đây cả. Chúng ta mặc nhiên lầm lỗi và tự mị ảo bản thân về việc cuối cùng đã tìm thấy bản thân mình là ai khi ngồi vào một chiếc ghế quyền lực to đẹp nào đó, và hả hê rằng mình sẽ hạnh phúc từ đây đến cuối đời như trong chuyện cổ tích. Không đâu, điều đó không xảy ra. Tôi đã từng chứng kiến một chị từng là đồng nghiệp cũ, hiện giờ làm giám đốc marketing của một nhãn hàng thời trang cao cấp. Lương nói ra cũng đủ chóng mặt rồi. Thế nhưng chị chưa bao giờ vui vẻ và cười hạnh phúc. Tất cả mọi thứ tôi thấy ở chị là một sự gồng gánh gượng gạo. Vì tôi biết ngày xưa chị từng là một cô gái sống bằng những chuyến đi, những hành trình ngang dọc trái đất. Sự an toàn khuôn khổ đến bó buộc, tiền tài dư giả không khiến cho chị được hạnh phúc. Tôi nghĩ thật sự từ khóa của chị là tự do, và vì thế chị cứ bất hạnh thật sự trong chính cuộc sống của mình. Đến bây giờ khi viết bài này, tôi vẫn hoàn toàn đồng ý với cô bạn Sophie của tôi. Chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi biết bản thân mình là ai, ý nghĩa cuộc sống của mình là gì. Đó có thể chỉ là một từ khóa nhỏ bé như tự do, hài hước, quyến rũ, hay là một dòng định nghĩa ngắn ngủi nào đó. Thế nhưng trên hết, tôi nghĩ nó chính là một cây kim chỉ nam, một chiếc la bàn diệu kỳ cho mỗi chúng ta tồn tại và đi qua những dòng bão truân chuyên của cuộc đời này. Giá như với người chị ở trên, chị biết cuộc đời chị như một cánh chim tự do bay chạy khắp nơi, thì chị đã không tự an phận, nhắm mắt vứt bỏ những cám dỗ vật chất để sống một cuộc đời không dành cho chị. Chỉ khi chúng ta hiểu và nhận thức được chính xác từ khóa dành cho mình, sự an nhiên và bình thản sẽ tự khắc tìm đến, giúp người phụ nữ bước qua những sập sình xô đập. Họ sẽ đối diện với chúng và để chúng trôi đi, vì suy cho cùng đó chẳng phải là thứ quan trọng và nghĩa lý gì đấy với cuộc đời mình. Tôi xin được mạn phép dùng hai chữ hành trình cho công việc định nghĩa bản thân, vì chắc chắn đó sẽ là một quá trình rất rất dài và cũng rất chông gai. Nó sẽ là hàng trăm phép thử sai khác nhau để tìm được một đáp án đúng nhất cho cuộc đời. Giống như tôi khi bị trù quến bởi cô em họ, đã thầm nghĩ chắc có lẽ cuộc đời mình không chống thì chạy cũng sẽ là pizza, mập ú tròn quay, hoặc tệ hơn nữa là con heo ham ăn. Nhưng rồi tôi đã sai, vì nó không phải là thứ định nghĩa tốt nhất và đầy đủ nhất về tôi. Thế nên đừng sợ hãi hay chùn bước mỗi khi bạn đã nghĩ mình đúng rồi phát hiện ra cái sự sai lè lè và thốt lên: "Ôi Chúa ơi, tôi không thuộc về nơi này, hãy trả tôi về đúng nơi tôi cần đi." Điều đó chẳng là gì cả, và thậm chí nó còn tốt cho chính bản thân bạn, vì dù sao bạn cũng biết nó không phải là thứ dành cho mình. Thậm chí tôi nghĩ chúng ta nên mở tiệc ăn mừng nho nhỏ vì bạn đã tiến thêm một bước trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời. Thật ra từ khóa nào cho bạn, điều đó không quan trọng.
vì cuộc sống luôn cho bạn rất nhiều phép thử, và việc bạn là ai hay muốn là ai sẽ thay đổi tùy theo môi trường nhận thức của bạn. Điều quan trọng là bạn đã thật sự tìm kiếm, nhận thức và chạm gần đến cái bản ngã của mình mỗi ngày bằng chính nỗ lực, cố gắng của mình. Chừng nào còn cố gắng thì chừng đó cuộc sống của bạn còn ý nghĩa, còn hạnh phúc và còn xứng đáng để tranh đấu và yêu thương. Tác giả QE. Vì anh là đàn ông. Đêm hôm khuya khoắt, tôi đang ngủ say sưa thì cuộc điện thoại gọi đến. Đầu dây bên kia, chị khóc lên nức nở với tôi. Đây không phải lần đầu tôi nhận được những ca như thế này vào giờ như thế này. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do chồng chị lại ra ngoài với nó. Nó ở đây không cần giải thích, ai cũng hiểu. Tôi vừa ngáp vừa hỏi, thế rồi chị tính thế nào? Tiếp đó là một tràng tâm sự tỉ tê khóc lóc kéo dài và luôn được chốt hạ lại bằng một câu: thôi đành chịu vậy em à, dù sao anh ấy cũng là đàn ông. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mỗi khi được đánh thức giữa đêm dậy tâm tình như thế, lúc nào tôi cũng uể oải và chẳng có hơi sức đâu mà an ủi hay đưa ra một lời khuyên. Ban đầu tôi còn quan tâm tới vấn đề này lắm, nhưng dần dần về sau tôi chỉ im lặng ngồi nghe họ nói và khóc, cho họ xả hết uất ức trong lòng. Tôi mà góp ý nhiệt tình quá có khi còn can tội phá hoại gia đình người khác. Có một dạo, một câu chuyện ngắn được share tung tóe trên Facebook. Nội dung câu chuyện xoay quanh nội dung một anh phóng viên hỏi chuyện một cặp vợ chồng già. Bí quyết nào mà hai bác có thể hạnh phúc bên nhau sau 70 năm chung sống? Hai ông bà lão trả lời rằng, vì chúng tôi sống vào cái thời mà khi có cái gì đó hư hỏng, chúng tôi đem sửa chứ không vứt đi. Tốc độ tràn lan của câu chuyện này lên tới mức chóng mặt, và gần như 99,9% đều đồng tình và nhận xét rất sướt mướt sâu sắc về câu chuyện trên. Thế nhưng không ai thắc mắc về cách sửa như thế nào và sửa đến bao giờ mới gọi là đủ, đủ để tiếp tục được sử dụng mà không bị những tác dụng phụ về sau. Và phụ nữ thường sửa những lỗi lầm do chính đàn ông gây ra kiểu như sau. Họ thay vì đứng lên nói rõ quan điểm, nguyện vọng của mình thì lại lầm lũi im lặng, chịu đựng một cách nhẫn nhịn và tìm đủ mọi cách, chiêu trò để níu kéo người đàn ông của mình. Thật nực cười khi mà phụ nữ ngoài việc phải ra ngoài xã hội bôn ba đi làm, về nhà chăm lo cho con cái, nhà cửa bếp núc, này lại phải canh cánh trong lòng, nào là làm thế nào ghen cho khéo, làm thế nào để lạc mềm buộc chặt, rồi thì chiêu trò làm sao để cho người đàn ông có phở nhưng vẫn thèm cơm. Còn cánh đàn ông, khi ấy các anh làm gì? Các anh ấy vô tư đi ra đi vào cái gọi là nhà và chẳng mảy may sợ sệt lo âu, vì họ thừa biết nếu như có bị phát giác thì cũng sẽ là dù sao anh cũng là đàn ông, làm gì làm anh vẫn yêu em, về nhà với em. Các anh ấy làm tôi phải ghen tị thật đấy, và chỉ cần là đàn ông như các anh thôi là tôi có thể vô tư chơi bời, đôi khi về nhà lại được nuông chiều
cung phụng. Chỉ là phụ nữ, dù chỉ mảy may một chút suy nghĩ tơ tưởng nào đó thôi, đã bị đánh giá là hư thân mất nết rồi. Hoặc nếu có làm trận làm thượng lên thì cũng sẽ không thoát khỏi tội danh hoàng thư hoặc là sư tử Hà Đông. Trở lại với câu chuyện trên Facebook, câu chuyện đó nhìn chung rất hay đấy, nhưng nó hay chỉ vì nó chỉ ra cho chúng ta thấy được kết quả, nhưng còn quá trình thì như thế nào chẳng có ai biết. Giữ gìn hạnh phúc là điều cần làm, nhưng đôi lúc chúng ta lại trở nên quá ảo tưởng về bản thân, cho rằng lòng vị tha của chúng ta rồi sẽ có ngày được bù đắp. Phụ nữ quên đi rằng bên cạnh lòng vị tha còn có cả lòng tham vô đáy, mà đàn ông thì họ có dư những thứ như thế. Có đôi khi chúng ta không nên cứ tự huyễn hoặc hay cố chấp với bản thân rằng chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, mọi điều không đúng sẽ được tự khắc sửa đổi. Nhưng trong tình yêu, nhất là cuộc sống gia đình, để hàn gắn cần phải có động lực từ cả hai phía, chứ không thể cứ trút hết lên vai người phụ nữ. Ở các nước phương Tây, tỷ lệ ly hôn có thể cao hơn so với các nước châu Á chúng ta. Nhưng hãy nhìn lại mà xem, sau khi chia tay, họ vẫn xem nhau là những người bạn và cùng nhau nuôi nấng con cái rất tốt, vì họ thẳng thắn với nhau tất cả mọi vấn đề. Đàn ông chán, họ lên tiếng. Phụ nữ cảm thấy lòng kiêu hãnh và tình cảm bị tổn thương quá nặng nề, họ từ bỏ. Khác với xã hội phương Đông, luôn đề cao lòng hy sinh và chịu đựng của người phụ nữ, để rồi khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, một giọt nước tràn ly, thì chẳng ai còn muốn nhìn tới mặt ai nữa. Hoặc nếu còn thì cũng là những hạnh phúc ảo mục ruỗng từ bên trong. Chẳng có ai thật sự hạnh phúc với những vết thương âm ỉ chưa lành đã vội vàng rách toạc ra vì những tổn thương khác nữa cả. Đôi khi cách sửa hay nhất đó là trao nhau sự tự do, bình lặng lại trong tâm hồn để có thể biết được chính xác điều ta đang tìm kiếm là gì, chứ không phải cố chấp hàn gắn mãi một thứ gì đó ngay từ đầu đã biết là không còn dùng đến được nữa. Sao không dành thời gian cho những việc có ích hơn và tốt hơn cho bản thân mình? Tôi biết trên thế gian này không có ai và điều gì gọi là hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, và ai cũng sẽ có những lúc không là chính mình. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng mọi lỗi lầm sẽ đều được tha thứ. Nếu như ngay từ đầu phụ nữ không gieo vào đầu đàn ông khái niệm cứ chơi thoải mái vui vẻ, về nhà em vẫn đợi cửa, hay tự gắn vào mình cái gánh nặng của hai chữ vị tha, thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Hãy cho nhau những hạn mức, những điều kiện thỏa thuận cho cả hai. Phụ nữ thông minh không có nghĩa là nghĩ ra được bao nhiêu mưu kế để giữ đàn ông. Phụ nữ thông minh là người biết làm cho bản thân mình được tôn trọng và yêu thương. Phụ nữ cần cho đàn ông biết em là phụ nữ, chứ em không phải là thiên thần với một trái tim bao dung và thánh thiện có thể làm ngơ với tất cả. Cũng như đàn ông, tôi không biết các anh tính toán độ nam tính của mình với các bằng hữu như thế nào. Có thể là bằng số lượng rau, cỏ mà các anh trồng được và số lần thoát tội của mình. Nhưng riêng bản thân tôi nghĩ rằng một người có thể tự mình giải quyết các mối quan hệ nhập nhằng mà không làm tổn thương đến người phụ nữ ngày đêm chăm sóc, yêu thương, một người có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ đời thường mà không cần phải trở về nhà van xin một sự tha thứ, hay cứ mặc kệ nỗi đau và những giọt nước mắt của người khác
vì cái tôi ích kỷ của mình. Một người dũng cảm nói thật nếu một ngày anh đột nhiên thấy chán, đó mới là người tôi sẽ phải thốt lên câu: vì anh là đàn ông. Tác giả Red. Các chị em phụ nữ thân mến, phong trào bình đẳng giới trong những giai đoạn đầu tiên này thật sự đã làm nên những thay đổi ngoạn mục cho cuộc sống của các bạn. Các bạn được tự do bước ra đường, được làm việc, được cống hiến, được bảo vệ trước pháp luật, được trao cho các quyền công dân, được cởi bỏ khỏi các định kiến trước đây từng chôn vùi phụ nữ ở những xó xỉnh trong nhà. Nhưng các chị em phụ nữ thân mến à, mong các nàng đừng nhầm lẫn và nghĩ rằng các nàng cần bình quyền bởi chỉ vì các nàng là nạn nhân. Trong mọi câu chuyện cuộc sống, và đặc biệt qua ba bài viết trên đây của các tác giả, các nàng vẫn có quyền bình đẳng giới, các nàng vẫn có sự tha thứ vị tha của riêng mình, và quan trọng hơn hết, các nàng phải biết mình là ai, từ khóa nào dành cho các nàng. Hy vọng với ba bài viết trên đây, các bạn có thể hiểu được phần nào cái gọi là bình đẳng giới trong mắt nhìn của chị em phụ nữ. Và nhân ngày 8 tháng 3, Hùng Thanh, chuyên mục Tản Mạn Đêm Khuya, thương chúc các nàng một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc.